Khởi bẩm Bi Xà, Hứa đứng kế bên thần là kẻ giả mạo, đến đây để lừa đảo kiếm chút cháo sống qua ngày. Xin Bi Xà hãy cho hắn vào ở chung với Lê Dân Luyện. Khởi bẩm Bi Xà, thần không biết người này là người hay than, nhưng dám giả mạo làm bưng cháo, chắc là có âm mưu rất lớn. Vì vậy chưa được cẩu đầu trảm mà nên thăng đường để phân biệt than thật than giả. Bưng cháo tuy thiết diện vô cờ mờ nó tư, cầm ghét cái ác, nhưng lại coi trọng pháp luật và hiến pháp, tuyệt đối không cẩu đầu trảm bừa bãi. Chắc chắn người này là bưng chảo thật nè. Khởi bẩm ba sĩ lộn, Bi Xà, khởi bẩm Bi Xà, thần có chứng cứ phân biệt thật giả. Đây, mời Bi Xà coi. Nè Bi Xà, nói tiểu sử kêu quan này cho chẩm nghe coi. Khởi bẩm Bi Xà, một hôm nọ Bi Xà đi vào phố đi bộ, giữa đường làm rớt cây quạt. Thần đã nhanh tay nhặt cây quạt lên và cất giữ cẩn thận. Lúc đó Bi Xà mải mê đi bộ, nào là ngắm hot girl, hot gay, hot dog các kiểu, con đà điểu trên cành liễu. Đúng là trình độ mê ngắm của Bi Xà đạt đến level smart rồi. Mà túm gọn lại, người có cây quạt này chính là bưng chảo thật. Khanh này nói chuẩn không cần chỉnh luôn rồi. Vậy khanh kia có cây quạt này hay không? Khởi bẩm Bi Xà, quạt này thần không có, nhưng thần có bằng chứng chứng minh thần là hàng thật. Đó là mỹ phẩm Bê Xu. Hôm trước thần cùng với Bi Xà đi vào công ty 7-9 để mua một số mỹ phẩm trắng da Bê Xu. Thần và Bi Xà đã mua rất nhiều kem ủ trắng da body. Tên than đen giả này thật giỏi biện hộ ha. Nhưng Bi Xà sẽ không bị mắc bẫy của cục than đen giả người đâu. Người của trắng ưng ta đâu, đừng có hở mở miệng ra là than đen than đỏ nghe chưa. Tuy ta đen nhưng mà hàng thật Việt Nam chất lượng cao đó. Ok, nhà ngươi ngụy biện hay lắm, ta sẽ biến nhà ngươi từ cục than đen thành tro sớm thôi. Người mới là kẻ giả mạo, đừng gói đó mà bôi tro trét trấu ha. Ngươi là hàng giả, có xài mỹ phẩm cỡ nào cũng không trắng nổi đâu. Kỳ ngay không sợ chết nằm ha, vàng thật không sợ nổi. Vậy khanh chờ ta biết thông tin về mỹ phẩm Bê Xu một chút coi. Khởi bẩm Bi Xà, để kỷ niệm 4 năm thành lập công ty mỹ phẩm 7-9 cho ra dòng sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ cam thảo, kèm chương trình khuyến mãi 100%, trúng thưởng tổng giá trị lên đến 9 tỷ đồng. Quà tặng khuyến mãi bao gồm một giải đặc biệt là một xe SH125i, một giải nhất iPhone 7 Plus, hai giải nhì là mỗi giải một chỉ vàng 4 số 9, 3 giải 3 là mỗi giải 0.5 chỉ vàng 4 số 9, 20 giải 4 mỗi giải một nhẫn 3 phân vàng 18K, 20.000 giải 5 mỗi giải một chai ủ trắng da body Bê Xu, 20.000 giải 6 mỗi giải một chai sữa rửa mặt sạch da giữ ẩm ngừa mụn 3 trong 1 Bê Xu, 20.000 giải 7 mỗi giải một chai gel collagen Bê Xu. Ngoài ra công ty còn tuyển đại lý, nhà phân phối, cộng tác viên và nhận gia công mỹ phẩm theo yêu cầu của khách hàng như kem body, kem face, son lì, trắng face. Liên hệ 0979838777, hotline là 1900-0292, website là mỹphẩm79.com. Bi Xà sẽ không tin nhà ngươi đâu ha, nói nhiều chi cho mệt lưỡi vậy. Ngươi không tin thì hỏi Bi Xà xem ta nói đúng hay là quá đúng. Khanh ấy nói chuẩn và bao chuẩn luôn. Ta hỏi khanh, sao xài mỹ phẩm nhiều mà vẫn đen thui vậy? Dạ bẩm Bi Xà, trong phim thần đen vậy chứ ở ngoài đời thần trắng như củ sắn, rồi chui vô phim bị bôi lọ lên mặt cho nó ra chất chơi người dơi. Cho nó bớt dở hơi.